Vương gia, chào chủ tướng. Trời ơi, Vương gia, chủ tướng, người bị thương nặng quá. Tại hạ và đám quân binh đi tìm người đã mấy ngày nay, cứ tưởng rằng sẽ không còn gặp lại Vương gia nữa. Đà tạ nhân huệ vương đã mất công, xin đà tạ Vương gia đã cứu mạng. Trong chiến trận cứu nhau là lẽ đương nhiên. Đây là vị chủ tướng của tôi, nhân huệ vương Trần Khánh Dư. Còn đây là cô gái đã cứu tại hạ thoát chết. Xin đa tạ Vương gia, hãy để tôi đưa người về dưỡng thương, toàn quân đang đợi tin của Vương gia đó. Xin đa tạ vương, xin đa tạ cô bé, ơn cứu mạng chẳng thể nào quên. Thế nào ta cũng sẽ trả lại cô bé cái giải yếu. Xin đa tạ cô bé. Thế cái làm lính như mình này, nó mới sướng. Cái sướng như mình thế này đấy. Thank you.
trong vậy. Con sông bạch đằng dĩ huân tổ tiên nghi mãi nặng nghi mang đâu dám làm chi nhớ phút sự nghi đau xót lệ trang. Hỡi nhật nguyệt cớ sao không thấu, không thấu đã rút khỏi tham lam mà về vạn kiếp. Quốc công tiết chế đã lệnh cho tôi
phải đưa quân về hợp ứng. Việc quân không thể chậm trễ, tôi đến đây xin bái biệt vương gia. Chúc vương thượng lộ ở nhà, chúc quân ta đại thắng. Xin bái biệt. Xin bái biệt. Lòng nghĩ con